Dạ vâng, em Thảo xin kính chào toàn thể quý vị chị và quý khách hàng. Chào mừng quý vị, quý chị và quý khách hàng đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ em Thảo trong buổi báo giá chi tiết ngày hôm nay. Thì hôm nay em xin đi giới thiệu cho chị một mẫu xe form dáng rất là nhỏ gọn và xinh. Đó là một mẫu xe Kia Morning được sản xuất năm 2017 phiên bản số sàn máy xăng, mang khối động cơ là 1.25. Bản SI bản đủ đã trang bị rất nhiều tính năng an toàn như là đèn bi siêu sáng này, xi nhan tích hợp trên gương, gương cái chỉ điện gương cụp xe. Với một cái mẫu xe Kia Morning form dáng nhỏ gọn xinh này thì bên em đang chào bán với mức giá là rất là phải chăng anh chị nhá. Với cái tình hình dịch bây giờ thì anh chị nào đang có nhu cầu mua xe hoặc là bán xe, trao đổi xe thì có thể liên hệ trực tiếp với em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng em có tại ngã tư phố Lôi B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trên trục đường 5 hướng nội xuôi về Hải Phòng anh chị nhá. Và anh chị nào mới xem video clip của em Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin là đăng ký kênh cũng như là like kênh và rung chuông để không bỏ lỡ một video nào bổ ích về ô tô mà em Thảo đưa lên hàng ngày quý vị nhé. Với cái mẫu xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 268 triệu đồng. Giá trên thì em đã bao gồm phí hồ sơ chị và cũng có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc chị bạn nhé. Và em mang trên mình sơn xì màu trắng, em mang biển số xe 99A17632. Form dáng rất là đẹp, sơn xì rất là sáng bóng chị nhá. Anh chị nhìn la răng xoáy này, cái phần la răng xoáy rất đẹp luôn. Để em sẽ tiến về phần đèn pha cho anh chị xem nhé. Đấy, hai cụm đèn pha cũng cực kỳ là sáng bóng này. Đó, rất là đẹp luôn. Gương kính chỉnh điện, đó anh chị nhìn này, gương kính chỉnh điện quý nhá, đều chỉnh điện hết, đi rất là an toàn, cực kỳ là thích luôn. Với một cái mẫu xe form dáng nhỏ gọn xinh này, 268 triệu đồng thì bên em Thảo sẽ bao rút được sơ chị nhá. Đó, sơn xì rất là đẹp luôn. La răng 6 siêu đẹp này. Đó, anh chị nhìn hai cục đèn hậu đằng sau cũng rất là đẹp luôn. Biển số xe cũng rất đẹp chị nhá. 268 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning được sản xuất năm 2017 phiên bản số sàn máy xăng, mà khối động cơ là 1.25, bản SI bản đủ thì có rất nhiều tính năng an toàn luôn. Chủ xe đã ốp mạ chrome tay lắm mở cửa rồi rèm mưa này. Bây giờ em tiến lên phần nội thất cho anh chị xem nhá. Đây ạ, phần nội thất của chiếc xe này thì được chủ xe bọc ghế da màu ghi rất là sáng bóng, trần lý nguyên bản theo xe nhá chị nhá, trần lý nguyên bản theo xe. Đó, vô lăng hai chấu siêu chắc chắn này. Đây ạ, phần hộp số đây anh chị nhá, phần hộp số đây ạ. Còi, còi rất là to luôn. Màn hình đầy đủ rồi. Táp lô cũng rất là đẹp, táp ly đấy ạ. Táp ly độ sần da còn cực kỳ là rõ nét và đẹp luôn. Quý anh chị là yêu thích mẫu xe form dáng nhỏ gọn xinh này thì liên hệ trực tiếp với em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922, hoặc anh chị có thể trực tiếp cửa hàng em tham khảo và lái thử nhé. Một mẫu xe thì form dáng rất là đẹp, rất là nhỏ gọn và xinh, luồn lách cũng rất là ok. Với những nhà ai mở trong ngõ nhỏ thì một mẫu xe form dáng này thì cực kỳ là hợp lý chị nhá. Nội thất ghế sau cũng rất là tươi luôn. Trần lý thì nguyên bản theo xe, trần lý rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Chủ xe phải nói đi cực kỳ là giữ gìn nhá. Với cái mẫu xe form dáng nhỏ gọn xinh này, màu trắng nữa thì cực kỳ là trẻ trung luôn. Đây ạ, phần cốp của xe đây. Anh chị xem phần đinh bấm này. Đó, đinh bấm máng nước bên lái nhé chị nhá. Rồi là ốc của lắp cabo này. Xe chỉ hơi bẩn thôi, em sẽ rửa qua một chút là sẽ sạch bong luôn chị nhá. Đó, đinh bấm máng nước bên lái đây. Nói chung là xe thì zin đét đèn đèn luôn. Zin không còn chỗ nào để tả được. Đây là chị có thể đến ngay siêu thị ô tô cũ Nghiên để lái thử và trải nghiệm quý vị nhá. Rất là nhỏ gọn và xinh. Xe thì rất là tươi, nội thất thì siêu đẹp như chị nhá. Hộp số sàn thì đi cực kỳ là chắc chắn luôn. Morning này đi cực kỳ là nhà như chị nhá. Mấy cả nó rất là lành xe. Đây em sẽ cho anh chị xem phần lốp này. Đây là phần lốp của bánh xe bên phụ đấy ạ. Đó, gầm bệ của lốp không có dấu hiệu của hao mòn mùng mòn như chị nhá. Lốp dép thì còn rất là dày luôn. Vô lăng thì siêu đẹp, vô lăng rất là đẹp.
là dàn xoáy siêu đẹp luôn. Bây giờ em sẽ tiến vào phần nội thất bên trong, em sẽ lổ máy lên cho chị nghe nhá. Điều hòa có lạnh buốt không hay là máy móc lổ có êm mái không? Bây giờ em sẽ lổ máy lên cho chị xem này. Dạ vâng, thì hiện tại đang ngồi bên trong của chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn, máy xăng mang khối động cơ là 1.25. Bạn nhân đi bản đủ thì đã trang bị rất nhiều tính năng an toàn nha chị nhá. Và bên em đang chào bán với mức giá là 268 triệu đồng, giá trên đến bao rút hồ sơ và cũng có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc thì các bạn. Bây giờ thì em sẽ xin đi lổ máy cho anh chị xem nhá. Điều hòa automat luôn nha chị nhá. Đó, điều hòa automat luôn. Cực kỳ là thích cho cái mẫu xe này. Đệ xi nhan này. Cần gạt mưa đây quý vị nhá. Nói chung là mọi chức năng hoạt động của xe còn hoạt động rất bình thường. Đệ. Âm lượng sẽ điều chỉnh trên vô lăng hết luôn. Đó, rất là hợp lý luôn. Đây kính chỉnh điện nha chị nhá. Kính chỉnh điện này. Với một cái mẫu xe form dáng nhỏ gọn xinh này thì rất hợp với chị em phụ nữ nhé. Đi ngõ nhỏ hay là ngõ to thì đi rất là dễ luôn. Đó, rất nhiều tính năng an toàn. Rất là đẹp. Để order đi chị nhé, order chuẩn này. Bây giờ em sẽ tiến ra phần khoang động cơ của chiếc xe này cho anh chị và các bạn tham khảo nhé. Với cái mẫu xe này thì bên em là chào bán là 268 triệu đồng. Thì anh chị là yêu thích có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0963 040 922. Hoặc anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng em để xem xe, test xe và đi thử nhé. Bây giờ sẽ cùng em đi ra khám phá phần khoang động cơ quý vị nhé. Đây là phần khoang động cơ của chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn máy xăng ấy chị nhá. Đây ạ. Rất là đẹp luôn. Lổ thất rất là tươi. Sơn xi rất là sáng bóng. Máy móc thì rất là khô ráo chị nhá. Đây là máy móc em vừa rửa, siêu thì khô thôi. Máy móc thì không có rượu rung lắc hay loang dầu gì cả nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Dạ vâng, và vừa rồi em Thảo đã quay chi tiết cho anh chị một mẫu xe form dáng rất nhỏ gọn và xinh, đó là một mẫu xe Kia Morning được sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn máy xăng mang khối động cơ là 1.25. Với mức giá bên em Thảo đang chào bán là 268 triệu đồng. Giá trên đã bao gồm phí hồ sơ và cũng có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc chị bạn luôn. Với một cái mẫu xe Kia Morning bản SI bản đủ đã trang bị rất nhiều tính năng an toàn này, anh chị nhìn đèn bi siêu sáng hai bên này. Rất là sáng bóng chị nhá. Anh chị là quan tâm yêu thích cái mẫu xe Kia Morning form dáng nhỏ gọn xinh này thì có thể liên hệ trực tiếp với em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922. Hoặc anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng em, có thể cửa hàng em thì có tại ngã tư phố Lô B thì xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên nhé chị nhá. Và anh chị là mới xem video clip của em lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin được đăng ký kênh cũng như là like kênh và rung chuông để không bỏ lỡ một video là bổ ích về ô tô mà em Thảo đưa lên hàng ngày vậy nhá. Và đây là lần và lời cuối cùng em xin chúc quý vị, quý chị và quý hàng có một ngày xem video thật là bổ ích và ý nghĩa chị nhé. Sau đây em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị, quý chị ở video tiếp theo ạ.